Hi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã lại kênh mình nha. Hôm nay thì mình có anh khách đặt cho mình một bộ đầu ý áp 230 nha anh em. Đó. Con này thì anh đặt cũng lâu rồi, khá lâu rồi. Tại vì tình hình dịch bệnh quá thì mình cũng chưa có đủ điều kiện để lắp lên bộ như vậy, tự ngắt súng đầy đủ hết nha. Rồi, thì giờ mình sẽ giới thiệu vào chi tiết từng máy nha anh em. Máy cho anh em, cho anh em thấy. Đó. Con này là đầu quý nha. Đó. Đầu đĩa nè, áp 200 kg nè. À, nó chạy 16 lít trên phút nha. Con này thì xứ 18 ly nha anh em. Đó, nó xài nước ít nhưng mà áp cao. Đó. Điều kiện của anh em thì xài nước ít thì áp cao thì liên hệ em. Đó. Con này đầu thì còn khá đẹp luôn nha. Đó. Nước. Con này thì cái mình có chế tự ngắt súng, ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Này mình đã bỏ cái hồi điện, nó có cái hồi điện nha. Mỗi khi mình thả súng á là nó ngắt máy luôn, sau 2-3 giây là ngắt máy. Ở cái hồi điện này nha anh em. Hồi điện này bắt qua khởi động từ. Khởi động từ lên đây nha. Khởi động từ trên đây. Khởi động từ này mít xô luôn nha, khởi động từ 10 người nha anh em. Đó. Công tắc bật đây nha. Đầu rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Áp 200 kg nha. Đó, quay anh em tổng thể này. Đó. 200 kg. Rồi mình sẽ giới thiệu motor. Motor là motor TUS. Motor 5.5 kW nha. 7,5 người xài điện 3 pha 38 nha. Mình đã đấu qua điện 3 pha 38 rồi. Đó. Đồng hồ áp 400. Mình có chế qua cốc lọc nước cho anh á. Cốc lọc nước này xài rất là bền nha, rất là quý luôn nha. Xài rất là ok. Anh em nào có đầu lưới xe thì hãy sắm một cái lọc này nha anh em, rất là tốt nha. Tốt cho máy mình nữa. Anh em cứ xài như này thì nó có hộp hút hồi, nó có cái lọc nữa nha. Có lọc lưới dây như này nữa nè. Đó, lọc bằng đồng. Rất là bền của máy của mình. Con này là mình có chế cái nấu nhanh nhanh luôn, nấu nhanh khớp nấu nhanh luôn nha. Nói chung là đầy đủ phụ kiện hết nha anh em. Đó. Con này thì mình tự lắp ráp nha, mình lắp ráp qua cái mặt bích. Đó. Mà chế qua một bích, mặt bích nó xài nó cố định cái cốt này nha, cố định nó nằm trên motor luôn. Đó. Này cái cốt mình đã làm lại cốt rồi đúc cho nó lọt vào cái đây nha. Đó. Nó có thể cố định lại rất là chắc luôn nha. Rất là chắc luôn anh em. Anh em xài chạy rất là êm. Cái hồi này là nó có một cái cò nữa nha anh em. Cái cò này anh em xài súng thì nó có thể làm nhẹ máy của mình. Mỗi khi mà ngắt súng thì nó có thể làm nhẹ máy. Nước thì nó sẽ hồi về là nó làm nhẹ máy của mình nha. Có trợ le điện nè, tự ngắt. Công tắc này nha anh em, công tắc này có khởi âm từ này, công tắc này nha anh em, mình bắt khởi âm từ. Rồi giờ mình sẽ quay tổng thể luôn nha. Khởi âm từ không? Khởi đi. Đó, quay tổng thể motor này khá là to, chạy rất là bền luôn nha, chạy không nóng luôn nha. Đó. Mình sẽ tháo cái hộp khởi âm từ ra cho anh em thấy nha. Đó, khởi âm từ nha anh em, khởi âm từ của Nhật luôn nha. Có âm tắc nè, khởi âm từ. Khởi âm từ này nó 26 ampere nha, nó 26 ampere nè. Rồi tắt con một nè, tắt. Rồi giờ mình sẽ test máy luôn nha. Điện con này là điện 3 pha 38 nha anh em, xài điện 3 pha 38. Rồi giờ mình sẽ bật máy luôn nha. Cái này thì tắt cầu dao. Đó. Rồi. Đó, mình test quay xuống. Test. Thank you.
A200 luôn à. A200 nha. Đó, A200 ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, anh em ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, dây thì 20 mét dây. Đó, dây bố thép luôn nha. Đó, xài ngắt máy luôn. Rồi bật lên đi. Máy đang chạy rất êm. Ngắt súng là ngắt máy luôn nha anh em. Ngắt súng là ngắt máy luôn. Bếp này là bếp sấy nha, bếp sấy này là để mình test máy thôi nha chứ không có bán nha anh em. Ở bếp sấy này nếu mình bán là bếp cũng bán bếp này nha. Đó là mạnh lên nha anh em. Có điện. Áp 200 kg nè, 200 nha anh em. Máy nó chạy rất êm à. Ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, quá đã luôn nha. Người đâu? Đây. Quá đã luôn nha anh em. Anh em nào mua thì ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, ngắt máy luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không, ngắt máy luôn. Rồi, máy đang chạy ấp 200 nha anh. Ấp 200 luôn nha. Rất là mạnh luôn nha. Ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Ngắt súng là tự ngắt máy luôn. Rất là tiện cho anh em nha. Rồi. Không xì xẹt gì hết nha. Quá đã luôn. Ngắt súng là ngắt máy luôn. Rồi. Đây cái nữa đi. Thank you.
Rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Con này thì mình lắp theo nhu cầu của khách nha anh em. Khách đặt mình lắp lên thì bộ như này thì giá nó 14 triệu nha anh em. Tự ngắt luôn. Xài motor 7,5 người. Dây súng đầy đủ nha, dây 20m súng cũng dài luôn nha anh em. Rồi. Thì nay chúng Sài Gòn nó cũng thả ra bớt rồi anh em ơi. Anh em ngơi mừng mình có thể lấy hàng về bán cho anh em. Rồi, anh em nào muốn mua đầu rời thì mình bán đầu rời nha, có đầu rời luôn nha. Mua nguyên bộ thì đặt hàng của em qua em. Rồi, đặt cọc em trước là em lấy đồ rồi em về em lắp cho anh em. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em mình xem hãy cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi. Chào hàng lại anh em các video clip khác nha. Bye bye.